Sau hơn 40 năm cộng đồng người Việt định cư tại Úc, lần đầu tiên sản phẩm nước mắm made in Australia có tên gọi là Oat Fish Sauce được làm từ 100% cá tươi tại Úc và tất nhiên là đã được Bộ An toàn Thực phẩm New South Wales chuẩn nhận. Một sản phẩm không thể thiếu tại mỗi bữa cơm của các gia đình người Việt. Mọi chi tiết để đặt mua xin vui lòng liên lạc 02-8102-7678 hoặc 0412-437-345 hoặc đến thẳng địa chỉ số 1/88 Civil Street, Fairfield East, New South Wales 2165. Oat Fish Sauce, niềm tự hào của cộng đồng người Việt tại Úc. Máy lọc nước điện giải Kangen sản xuất tại Nhật Bản, một sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình, giúp hỗ trợ tiêu hóa, làm sạch đường ruột. Sử dụng nước điện giải Kangen còn giúp giảm cơn hen suyễn, ngăn bệnh tiểu đường, giảm mỡ trong máu và giảm nguy cơ bị bệnh gout. Ngoài ra còn giúp phòng chống những bệnh ngoài da, viêm nhiễm và vẩy nến. Hiện chúng tôi đang có giá ưu đãi đặc biệt cho khán giả của Vietpay TV. Mọi chi tiết xin vui lòng liên lạc Hoàng Yến qua số 0403 982 988. Đinh Nhung xin trân trọng kính chào quý khán thính giả của Đài Việt Face TV Úc Châu. Kính thưa quý khán thính giả của Việt Face TV, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã trở về lại Canberra sau chuyến thăm chớp nhoáng đến Bắc Kinh ngày hôm qua. Và tất nhiên thông tin này sẽ là phần tin quan trọng nhất tại Úc ngày hôm nay. Trong khi đó thì tại Washington ngày hôm nay, Tổng thống Ukraine đã đọc bài diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Hoa Kỳ nhân chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi Liên bang Nga xâm lăng Ukraine vào ngày 24 tháng 2 đến nay. Và sau đây là phần tin chi tiết trong bản tin vào lúc 3 giờ chiều hôm nay, thứ Năm ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Vietface TV. Bang giao Úc Trung, Ngoại trưởng hai nước họp báo chung tại Bắc Kinh về đối thoại, giao thương và nhân quyền. Gọi là để kỷ niệm 50 năm bang giao, Ngoại trưởng Penny Wong đã có chuyến công du chớp nhoáng đến Bắc Kinh trong vòng 24 tiếng đồng hồ hôm qua. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, bà Penny Wong chỉ có thời gian gặp gỡ Đại sứ quán Úc tại Bắc Kinh, chính thức nhóm họp với người đối nhiệm Vương Nghị, tham dự một cuộc họp báo chung, dự một dạ tiệc và sau đó đã bay trở về lại Úc. Ngoại trưởng Penny Wong nói rằng thành công nhất của chuyến công du lần này chính là cuộc gặp gỡ đối thoại, vì đây là lần đầu tiên mà một Ngoại trưởng Úc đã đến Bắc Kinh kể từ năm 2018. Nhắc lại là trong thời chính phủ tiền nhiệm Morrison, Ngoại trưởng Mary Spine đã thăm viếng Bắc Kinh năm 2018. Sau đó thì Bộ trưởng Thương mại Simon Birmingham công du Trung Quốc trong năm 2019. Trong cuộc họp báo chung với ông Vương Nghị, bà Penny Wong nói rằng trong cuộc thảo luận song phương, nước Úc muốn có một cuộc đối thoại với Trung Quốc theo một cấu trúc nhất định. Ngoài ra, phái đoàn Úc cũng đã nêu lên vấn đề cấm vận thương mại từ phía Bắc Kinh, cũng như vấn đề nhân quyền của hai công dân Úc hiện đang bị giam giữ tại Trung Quốc. Nghị sĩ Penny Wong cũng nói rằng hai nước trong khi đối thoại ở cấp cao nhưng vẫn giữ quyền lợi cốt lõi của quốc gia. Câu nói mà bà Penny Wong và Thủ tướng Albanese thường sử dụng là nước Úc có thể đồng ý với Trung Quốc khi có thể được và sẽ tiếp tục không đồng ý với Trung Quốc khi cần phải làm như vậy. Ngoài ra, bà Penny Wong cũng nói rằng có nhiều vấn đề phức tạp giữa hai nước và tất nhiên, nhưng vấn đề này không thể giải quyết trong một ngày. Nhưng quan trọng là hai bên có một cấu trúc đối thoại ở cấp cao. Ngoài tình trạng nhân quyền của hai công dân Úc đang bị Bắc Kinh giam giữ, nghị sĩ Penny Wong còn xác nhận là bà cũng đã nêu lên tình trạng nhân quyền tại Tây Tạng, Hồng Kông và Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Về phía Trung Quốc, trước và sau khi có cuộc gặp gỡ song phương này, ông Vương Nghị nói rằng sự thay đổi chính phủ tại Úc cũng như cuộc hội kiến vào giữa tháng 11 giữa ông Tập Cận Bình và Thủ tướng Albanese tại Bali đã tạo được sự cải thiện trong bang giao giữa hai nước. Ông Vương Nghị cũng xác quyết rằng cả hai bên đều có lý do để trở thành những đối tác có thể làm việc và hợp tác với nhau. Ngoài việc Ngoại trưởng Penny Wong công du Bắc Kinh, thì chính phủ hai nước còn kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao bằng một thông điệp mà Thủ tướng Albanese gửi ông Tập Cận Bình và phúc đáp từ ông Tập Cận Bình mà Thủ tướng Albanese coi là nồng ấm. Bang giao Úc Trung, đối thoại giữa hai ngoại trưởng vẫn chưa có đột phá. Chiều hôm qua 21 tháng 12 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Penny Wong đã có cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc là Ngoại trưởng Vương Nghị trong khuôn khổ đối thoại ngoại giao chiến lược lần thứ 6 giữa hai nước. Đúng như dự đoán của dư luận,
Cuộc đối thoại ngoại giao chiến lược giữa Úc và Trung Quốc đã diễn ra chiều hôm qua, song vẫn chưa thu hẹp được bất đồng giữa hai nước. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Penny Wong đánh giá cao mối quan hệ giữa hai nước trong 50 năm qua, trong đó Trung Quốc đã trở thành một trong những nền kinh tế lớn nhất thế giới và là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Penny Wong cũng nêu các chủ đề mà chính phủ Úc đang quan tâm. Mặc dù cho đến lúc này chưa rõ liệu Trung Quốc có đáp ứng các yêu cầu mà phía Úc đưa ra hay không, song trong cuộc gặp gỡ báo chí sau đối thoại, nội dung duy nhất có được sự nhất trí từ hai quốc gia mà Ngoại trưởng Penny Wong nhắc đến, đó là việc hai bên đồng ý tiếp tục duy trì đối thoại cấp cao để thu hẹp bất đồng. Mặc dù không có kết quả cụ thể, nhưng nếu chúng ta nhìn vào tốc độ xuống dốc của mối quan hệ song phương giữa Úc và Trung Quốc trong 3 năm qua, thì có thể thấy rằng chỉ riêng việc Trung Quốc nối lại cơ chế đối thoại ngoại giao chính trị và mời Ngoại trưởng Penny Wong tới Bắc Kinh cũng đã là một bước tiến lớn cho thấy thiện chí từ phía Trung Quốc. Vì rạn nứt quá lớn trong thời gian qua, nên mối quan hệ này cũng sẽ khó có thể nhanh chóng hàn gắn chỉ trong vài tháng. Cả Úc và Trung Quốc đều cần thời gian để tìm được tiếng nói chung và quản lý bất đồng. Trong đó, Ngoại trưởng Wong có nhắc đến việc thúc đẩy hợp tác trong các thách thức lớn mà hai bên đều đang phải đối mặt như cạnh tranh, biến đổi khí hậu và cả đại dịch COVID-19. Bang giao Úc-Trung, Tập Cận Bình sẵn sàng cải thiện, theo báo Nhà nước Trung Quốc. Trong bối cảnh kỷ niệm 50 năm bang giao song phương và chuyến công du chớp nhoáng của Ngoại trưởng Penny Wong đến Bắc Kinh, theo nguồn tin chính thức của báo chí do nhà nước kiểm soát, thì Chủ tịch Tập Cận Bình nói rằng ông coi việc phát triển bang giao song phương giữa hai nước là rất quan trọng và ông sẵn sàng làm việc để cổ suý một đối tác chiến lược toàn diện giữa Trung Quốc và Úc Châu. Nhận xét của ông Tập Cận Bình đã được phát hình trên hệ thống truyền hình Trung ương do Đảng Cộng sản Bắc Kinh kiểm soát. Chủ tịch Tập Cận Bình đã trao đổi điện mừng với toàn quyền David Hurley và Thủ tướng Albanese nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Theo Tân Hoa Xã, trong bức điện thư này, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc và Úc đều là những quốc gia quan trọng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự phát triển lành mạnh, ổn định của quan hệ song phương phù hợp với lợi ích căn bản của nhân dân hai nước, đồng thời có lợi cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực và thế giới. Ông cho rằng, sau 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, hợp tác thiết thực trên nhiều lĩnh vực giữa hai bên đã đạt được những kết quả to lớn mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Cùng ngày, Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng trao đổi điện mừng với người đồng cấp Albanese. Ông hy vọng Trung Quốc và Úc sẽ coi dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao là cơ hội làm sâu sắc hơn giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực, cùng thúc đẩy quan hệ song phương phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định. Theo các chuyên gia, thì khi các cơ hội đối thoại đã xảy ra, thì tình trạng đóng băng trong bang giao song phương có vẻ đang được hâm nóng trở lại, mặc dù điều này xảy ra một cách chậm chạp. Trong khi đó, thì phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Bắc Kinh nói rằng kỷ niệm 50 năm bang giao là cơ hội để thắt chặt các cuộc hội thảo, mở rộng việc hợp tác và đồng thời đối thoại các sự khác biệt. Ngoài ra, thì Nhật báo China Daily cũng có một phụ bản kỷ niệm, bao gồm các chi tiết về du lịch tại Úc và các sinh hoạt hợp tác giữa hai quốc gia. Bang giao Úc-Trung, Vương Nghị mô tả một tương lai tốt đẹp. Trước khi có cuộc thảo luận chính thức giữa hai phái đoàn Úc-Trung ngày hôm qua tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị đã có cơ hội mô tả về bang giao song phương giữa hai nước trong tương lai mà ông coi là tốt đẹp. Quan hệ Úc-Trung đã bị đóng băng hơn 3 năm qua dưới thời chính phủ tiền nhiệm Morrison, nhưng chính phủ Albanese đã khai thông được sự bế tắc ít nhất là dưới hình thức đối thoại. Mặc dù yêu cầu của Úc về việc tháo gỡ các biện pháp trừng phạt thương mại, thì Bắc Kinh vẫn chưa có hành động cụ thể. Ngoại trưởng Vương Nghị nói rằng hai nước có nhiều lý do để trở thành đối tác làm việc và hợp tác với nhau. Ngoài ra, ông Vương Nghị cũng xác quyết là về mặt lịch sử, thì hai nước không có xung đột quyền lợi và đây cũng là một điểm mà nhiều chuyên gia tại Úc đã không đồng ý. Tuy vậy, ông Vương Nghị cũng đã nhắc đến trường hợp căng thẳng trong bang giao song phương giữa hai nước trong thời gian vừa qua, và nói rằng đây là những điều mà chúng ta cần phải học hỏi để có thể cảm thông với nhau. Chính phủ Mỹ cấm sử dụng TikTok ở cấp liên bang. Trang mạng xã hội được ưa chuộng tại Trung Quốc là TikTok nay có thể bị cấm sử dụng bởi chính phủ Joe Biden trong lĩnh vực liên bang. Điều này có nghĩa là các viên chức và các công ty của chính phủ sẽ không được phép sử dụng TikTok, mà theo nguồn tin Reuters thì có thể là vì lý do an ninh. Trước khi có quyết định của liên bang,
thì TikTok cũng đã bị cấm sử dụng tại 19 trong số 52 tiểu bang ở Mỹ. Tất nhiên là việc cấm sử dụng TikTok chỉ diễn ra với những cơ quan chính phủ và viên chức chính phủ mà thôi, trong khi cư dân vẫn có quyền chọn lựa việc sử dụng hay không. Trước đây cũng đã nhiều đề nghị cấm sử dụng TikTok tại Hoa Kỳ, nhưng điều này đã không thể xảy ra vì lý do nước Mỹ có chính sách tự do ngôn luận. Nhưng này có vẻ như lý do về vấn đề an ninh quốc gia và để tránh Bắc Kinh có cơ hội do thám tại Mỹ, thì nay ở cấp liên bang cũng như tiểu bang, việc sử dụng TikTok sẽ bị cấm. Theo nguồn tin Reuters, thì quyết định mới này của Mỹ sẽ có tác hại nghiêm trọng đối với uy tín cũng như cơ hội mà TikTok có thể thu được từ tiền quảng cáo tại Mỹ sẽ giảm sút. Hãng tin Reuters cũng nói rằng TikTok đã phổ biến một bản thông cáo bày tỏ sự thất vọng là Quốc hội Mỹ đang cứu xếp ban hành lệnh cấm vận. Theo TikTok, thì quyết định cấm vận này sẽ không cải thiện được quyền lợi về an ninh quốc gia như đã được xác quyết. Khi Quốc hội đã thông qua, thì văn kiện này sẽ được chuyển đến Tòa Bạch Ốc để Tổng thống Joe Biden ký tên và thi hành. Trước đây hồi năm 2020, Tổng thống Donald Trump cũng đã cố gắng ngăn chặn việc sử dụng TikTok tại Mỹ nhưng đã không thành công. Tổng thống Ukraine đến Washington DC. Trong suốt thời gian chiến tranh kể từ ngày 24 tháng 2 khi Liên bang Nga bắt đầu cuộc xâm lăng, Tổng thống Zelensky thường tiếp xúc lãnh tụ nước ngoài ngay tại thủ đô Kyiv với một bộ sắc phục đơn giản theo kiểu nhà binh. Tuy nhiên trong tháng 12 này, lần đầu tiên Tổng thống Zelensky đã xuất ngoại đến Washington để gặp gỡ Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay và sẽ đọc diễn văn trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ để đánh dấu 300 ngày mà Putin đã xâm lăng Ukraine. Hồi tháng 3, Tổng thống Zelensky cũng đã có bài phát biểu trực tuyến trước Lưỡng viện Quốc hội Mỹ kêu gọi Washington hỗ trợ thêm Kyiv và gia tăng cấm vận Nga. Theo phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, thì việc Tổng thống Biden mời Tổng thống Zelensky đến Washington là nhằm biểu lộ sự cam kết lâu dài của Mỹ đối với Ukraine. Cũng theo lời phát ngôn viên này, thì trong khi có mặt tại Washington, Tổng thống Biden sẽ tuyên bố về một gói tài trợ mới trị giá 2 tỷ đô la, bao gồm cả việc Hoa Kỳ sẽ cung cấp hỏa tiễn Patriot cho Ukraine, là một loại hỏa tiễn tối tân nhất của Mỹ để giúp Ukraine phòng thủ không phận, kể cả tại thủ đô Kyiv. Trước đó, hôm 20 tháng 12, ông Zelensky cũng đã bất ngờ đến thăm binh sĩ Ukraine ở thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, hiện là tâm điểm giao tranh, và mô tả nơi này là một pháo đài ở tiền tuyến. Chuyến đi không báo trước diễn ra khi Moscow thông báo Tổng thống Putin sẽ gặp quan chức quân sự cấp cao trong ngày 21 tháng 12 để đánh giá chiến dịch quân sự ở Ukraine và đặt mục tiêu năm tới. Nhắc lại là kể từ ngày 10 tháng 10 cho đến nay, Liên bang Nga đã liên tục tấn công Ukraine bằng hỏa tiễn và bằng máy bay không người lái. Và việc Mỹ cung cấp hỏa tiễn Patriot là một vấn đề tế nhị và Liên bang Nga đã cảnh cáo là Moscow sẽ coi hành động cung cấp hỏa tiễn Patriot của Mỹ như là tham gia vào cuộc chiến. Với bản tin vừa rồi, Đinh Nhung xin tạm dừng phần chương trình tin tức của Vietface TV. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Đinh Nhung xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày thật đẹp. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức của Đài Việt Face TV Úc Châu vào 10 giờ sáng ngày mai.